Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ Vi Tây. Thì hôm nay có đợt hàng mới mình muốn giao lưu chia sẻ. Đầu tiên là mã số 1. Tới từ thương hiệu Orion của Nhật Bản. Mẫu này được thiết kế là mặt số zin. Nó có hai lòng mọi người thấy ha. Bên trong nó được thiết kế thì vẫn hình cánh bướm nè, logo nổi nè, cọc số vàng nổi luôn, được thiết kế vát cạnh. Sử dụng bộ máy tự động hai ô lịch, lịch ngày và lịch thứ. Rồi mình cũng xin nhắc lại là bên mình bán là quay clip rất là rõ theo chế độ chuẩn Full HD của YouTube. Thì nếu mà mọi người thích mẫu nào thì vui lòng xem kỹ về hiện trạng và thông tin mà mình đã miêu tả sản phẩm đó. Chứ đừng có như là kiểu mọi người cứ hỏi đi hỏi lại liên tục mà không kiểu nghe. Thì thật sự mình không trả lời xuể, tại vì mình nghe điện thoại cũng nhiều lắm. Cái này mong mọi người thông cảm giúp bên mình nha. Con này thì được thiết kế là vỏ thép toàn thân. Có hai núm ha. Núm trên này dùng để mình ấn vô là nó sẽ nhảy lịch thứ. Đó. Con này sử dụng máy tự động nha mọi người. Mặt số zin hai lòng ha. Mặt số này rất là độc đáo và hiếm. Đây. Phía đáy của nó là có logo nè, logo cát nè, rất là đẹp, một chuyện rõ ràng. Dây cũng là dây zin có logo luôn. Mình sẽ tiến hành đo size. Mẫu này là size 36.2, không tính núm. Tính tay thực tế. Đây, khi lên tay thực tế. Sang trọng ha. Rồi. Mắt nó cũng còn nhiều đủ nó cho mọi người sử dụng nha, chỉnh nha. Và mẫu này mình giao lưu với giá là 3 triệu 4 cho mã số 1. Mã số tiếp theo. Tới từ thương hiệu Quan Tham Thụy Sĩ ha. Đây là mặt số zin. Nó được thiết kế là tỏa tia sáng nồng. Mặt số trắng ngà. Cọc số vàng nổi xen lẫn số học trò. Mặt số này cũng hiếm ha, có logo hình đại bàng. Kiến này mọi người muốn mới hơn thì mình có thể đánh bóng giùm ha. Vỏ lắc kê vàng, đúng lắc kê vàng theo máy, đáy thép, đáy thép cũng có logo luôn nha. Cái này ai muốn mới hơn thì đi đánh bóng, còn thích nguyên bản thì cứ để mà chơi. Mình quay rất kỹ về hiện trạng của sản phẩm ha. Vỏ còn đẹp, ok, tốt. Đó, chi tiết. Phía đây nó cũng được một chuyện rõ ràng. Con này là sử dụng máy lên dây nha mọi người. Mình sẽ tiến hành đo size. Size 34 nha. Ủa, để đo lại cho chính xác. 33.9, khoảng 34, không tính núm. Hay cũng tương đối chuẩn. Con này cũng xưa, tuổi nó cũng sâu, lâu tuổi rồi ha, sâu đời, sâu tuổi. Lên tay rất là thanh lịch.
Và mẫu này mình cũng giao lưu với giá là 3 triệu cho mã số 2, dây da và khóa linh kiện tặng kèm. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một phiên bản nai phóng universal, nai xanh phóng của Rado ha. Thì con này được thiết kế đầu tiên là vỏ thép toàn thân, mặt số zin, tỏa tia sáng tăm màu này, là màu gì, là màu nâu, rất là phong thủy ha. Đặc biệt ở phần trên của vỏ được thiết kế các sọc rất là độc đáo. Con này thì cũng là dây là zin luôn nha mọi người, đúng zin logo, sử dụng bộ máy tự động một ô lịch đó. Đây có logo luôn ha, dây khóa zin logo, đáy ba ngựa rất là đẹp ha. Đây là một phiên bản cũng là khá hiếm gặp của dòng phiên bản Rado mà nay nay phóng ha. Này là nay xanh. À, con này là form vuông. Form vuông nha mọi người, form vuông ngang mà là 33. Còn dọc, dọc của nó là 38, ngang 33, dọc 38 là lớn nha. Đây là khi lên tay nè, nó tương đương form tròn là cỡ khoảng tầm 35 năm 36 á, là chắc cỡ 35 năm, tương đương size tròn cỡ 35 năm, lớn nha mọi người. Form vuông mà ngang mà 33 là lớn rồi đó, mạnh mẽ độc đáo cho các bác yêu thích thương hiệu Rado. Rồi mẫu này thì mình giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi cho mã số 3. Tiếp theo mã số 5, nó là em Omega mặt cát zin, sử dụng bộ máy tự động. Đây là mặt zin nha mọi người, mặt cát zin rất là đẹp đó, mọi người thấy cực kỳ độc đáo. Vỏ đề mi niền vàng đúc 14K, bốn chân cẩn vàng, đáy thép đó, mặt cát có nắng lên rất là đẹp ha. Núm logo bọc vàng, bốn chân cẩn vàng, đáy thép ngự nổi. Đó, mặt cá rất là đẹp. Sử dụng máy tự động nha mọi người. Size 34.3. Để mình đo lại cho chắc. Rồi, có 34.3. Size tốt ha. Đây là khi lên tay có mặt cát nào, mặt này hiếm. Mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện, và mẫu này mình giao lưu với giá là 14 triệu cho mã số 5. Mã số tiếp theo đó là một mẫu Seiko mặt số zin nha mọi người. Mọi người thấy mặt số zin nữa không? Mặt này hai lồng khi mà ra sáng nha, nó hai tông màu ha, rất là khác biệt. Cũng là vỏ thép toàn thân, dây zin theo luôn, dây khóa zin luôn. Sử dụng bộ máy tự động hai ô lịch, lịch ngày và lịch thứ. Vỏ còn nguyên sớ nhám. Đây.
khóa đi logo ha, dây khóa chín hết ha. Phía sau đấy một chuyện rõ ràng. Này mặt xanh này, mặt xanh hai tông màu khi ra sáng nha, nó sẽ đổi màu. Núm là góc 4 giờ độc đáo. Đó mặt xanh sẽ đứng thấy không? Vì cái mặt này quay có đèn thì nó không rõ bằng quay bằng ra ngoài ánh nắng ha. Rồi con này là size gần 37. Để mình đo lại nữa. 36 9 hay 37. Size lớn. Đây là khi lên tay. Đó. Này mẫu này cũng lâu tuổi rồi, form này form xưa rồi, tay thỏ hay gọi là tay thỏ. Form này lâu đời rồi, trước giải phóng. Rồi, mình giao lưu mẫu này với giá là 2 triệu cho mã số 6. Tiếp theo. Tới từ thương hiệu Internamatic. Đây là phiên bản được mệnh danh là Omega châu Âu. Đồng thương hiệu được mệnh danh là Omega của châu Âu. Mặt số là mặt số zin tỏa tia sấy tâm. Mẫu này được thiết kế là vỏ thép toàn thân. Mặt số zin nha mọi người. Logo còn 5 kìa. Còn đủ logo ha. Vỏ thép. Núm là núm zin âm nha. Theo máy. Đáy thép kỷ niệm. Đây 1962 hả. Đáy thép kỷ niệm. Nó sử dụng máy Internamatic 2000 nha. Con này sử dụng máy Internamatic 2000. Vỏ thép. Cái dòng này thì hiếm gặp mặt zin ha. Đa phần là mặt được spa, con này mặt zin nha. Rất là hiếm gặp ha. Dạ con này size lớn nha, size 35. Nó núm âm nha mọi người, nên size 35 luôn nha. Mà không tính núm, tại vì núm làm âm, size 35. Sử dụng máy tự động Dynamatic 2000 nha. Đó. Quá là sang. Mẫu này mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện. Và mình giao lưu với giá là 4 triệu 3 cho mã số 7. Mã số 8 tiếp theo là thương hiệu Rado. Con này là Gano ngựa xanh, mặt số zin vàng, ở gà sói đứng sói dọc á, sử dụng máy tự động, mặt rất là độc đáo hiếm ha. Niền là niền bọc vàng, niền bọc vàng nha mọi người. Đây là dòng Rado đề mi vỏ thép, niền bọc vàng, vỏ còn nguyên sói nhám, đáy hai ngựa. Nhấm zin logo. Đó, mặt vàng sáng rất là sang ha. Màu vàng này màu vàng hồi xưa cổ điển. Đó, mọi người xem kỹ hiện trạng. Tổng thể còn rất là ok ha.
Đó. Màu vàng rất là sang. Mình sẽ tiến hành đo size. Size 35 không tính núm. Khi lên tay ha, nhìn nó rất là sang trọng. Kiến thì mọi người muốn mới hơn thì mình có thể đi vuốt kiến lại ha, còn thích để nguyên thì cứ để nguyên, không có vấn đề gì hết. Kiến có lúc là kiến zin luôn nha mọi người, kiến này kiến zin luôn nha, rất là sang ha. Mẫu này mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện, và mình giao lưu với giá là 7 triệu cho mã số 8. Tiếp theo, thương hiệu Longines Đại Tướng. Đây là form dĩa bay ha, trước giải phóng rất là lâu đời. Mặt số zin tỏa tia sáng tăm một ô lịch. Thấy cái đẹp, vỏ nó còn nguyên sớm sớm mọi người ha, vỏ rất là đẹp ha. Núm zin logo. Đấy là đáy thép. Vỏ là vỏ bọc vàng. Đây là form dĩa bay nha, trước giải phóng ha, lâu đời ha. Mình sẽ đo size. Size hơn 39, 39.3. Không tính núm à, tại vì form dễ bay size lớn. Đây, 39.3 ha, không tính núm. Khi lên tay. Đó. Quá đẹp. Mẫu này thì mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện, và mình giao lưu với giá là 7 triệu 8 cho mã số 9. Mã tiếp theo, tới từ thương hiệu con của Longines ha, With No Ear. Con này là mặt rạng, mặt xanh, này là mặt xanh nước biển gì vậy, không, này xanh đậm, xanh đậm mà mặt rạng ha. Thương hiệu con của Longines, With No Ear, sử dụng máy tự động hai ô lịch, là có lịch lọc là lịch đỏ luôn nè. Rồi, vỏ thép, cái mặt số này hiếm ha, mặt số zin, đây là full số học trò luôn, để toàn bộ cọc số là số học trò hết. Sử dụng máy tự động hai ô lịch, núm zin logo, vỏ thép toàn thân. Ai muốn mới hơn thì mình có việc xử lý ha. Này vít dơ nha, mình có thể chùi ra nha. Kiến muốn mới hơn thì mình có thể đi vuốt, còn không để nguyên bản. Này mặt số rạn nha. Mặt số men á. Vì ánh đèn này không thấy rõ, phải để vậy mọi người thấy mới rõ nữa không? Mặt số này mặt số men rạng nha, hiếm gặp. Dạ, ai thích chơi phong thủy cũng có thể chơi mẫu này. Size gần 36, 35.8, không tính núm. 35.8 không tính núm. Đây, thấy không? Để như vậy thấy rõ mặt rạng ha. Mấy mặt số này rất là hiếm. Đó.
Rồi, mẫu này mình giao lưu với giá là 4 triệu cho mã số 10, tặng kèm dây da và khóa linh kiện. Tiếp theo là thương hiệu Longines Rainfry, sử dụng máy tự động, mặt số zin tỏa tia sấy tăm luôn, cọc số cũng cọc số vàng nổi, được thiết kế vát cạnh nè, ở cái góc 12 369 và cọc số đứng ở cái cọc ở các giờ còn lại. Vỏ bọc vàng toàn thân, núm zin logo. Đây là phiên bản có hình con đại bàng cầm mũi tên ở phía đáy ha. Vỏ bọc vàng 10K toàn thân, phiên bản mà con logo đại bàng cầm mũi tên. Đó, mình quay các sản phẩm bên mình quay rất là kỹ và mình nói rõ thông tin, cho nên mình nhắc lại là mọi người cứ xem kỹ để đánh giá chân thực nhất về hiện trạng sản phẩm và thông tin sản phẩm nha. Mình sẽ tiến hành đổi size. Con này là size 345. Size 345 không tính núm. Mà hôm nay là form càng dài cho nên lên tay size nó rất là lớn, thấy không? Tại bốn chân nó dài cho nên nó lên tay sẽ rất là lớn, cỡ 35. Rất là đẹp, sang trọng. Rồi, mẫu này thì mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện có logo, và mình giao lưu với giá là 12 triệu cho mã số 12. Mã tiếp theo tới từ thương hiệu Lucent Biết Kẹt. Đây là phiên bản đề mi niềng bọc vàng, sử dụng bộ máy tự động. Đây là phiên bản đề mi niềng bọc vàng nha. Niềng là niềng khí, form Rolex, niềng bọc vàng, kính lúp, zin, hai ô lịch. Đặc biệt con này là có logo nè, hình đinh ba nè, rất là hiếm gặp nha mọi người. Logo đinh ba rất là hiếm gặp. Sử dụng bộ máy tự động, hai ô lịch. Đó, núm bọc vàng theo máy. Đấy là đáy thép cũng có logo luôn nha. À, đáy thép có logo. Niềng khí bọc vàng giống kiểu Rolex, gọi là tiểu Rolex, mặt số zin vàng tỏa tia sáng tăm. Rất là đẹp ha. Mình đo size. Size 35 không tính núm. Đây là khi lên tay. Sang trọng cho bác nào thích kiểu form Rolex thì có thể sưu tầm mẫu này. Để có những cái mẫu mà có cái logo đinh ba vậy là rất là hiếm nha, mình phải nói là rất là hiếm gặp nha mọi người. Mẫu này thì mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện, và mình giao lưu với giá là 7 triệu tư cho mã số 15. Mã cuối cùng của ngày hôm nay tới từ đó là phiên thương hiệu Seiko, dòng KS, sử dụng bộ máy 2 bit tự động, máy cao cấp, mặt số là mặt số zin nha mọi người, mặt số zin luôn. Ô lịch vàng nè, lịch ngày và lịch thứ, ô lịch vàng. Mặt này là mặt số zin nha. Hàng này rất là lớn tuổi rồi.
Đặc biệt con này là vỏ cứng vàng mà cứng lên tới 260 micron nha. Cứng rất là nhiều ha. Núm zin logo. Mình nhắc lại con này là cứng vàng mà cứng lên tới 260 micron ha, rất là nhiều ha. Đáy thép. Đó. Các bác nào mà chuộng cái dòng Seiko KS này thì mẫu này là không thể bỏ qua, tại vì cái độ cứng vàng nó rất là lớn, cực kỳ hiếm để sưu tầm được những mẫu như thế này ha. Size của nó là 36.8 không tính núm. Đây là khi lên tay. Rồi. Thì mẫu này mình cũng tặng kèm dây da và khóa linh kiện. Khóa linh kiện có logo nha. Và mình giao lưu với giá là 8 triệu 8 cho mã số 16. Rồi, đợt chia sẻ lần này tới đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu yêu thích thì mọi người nhớ đăng ký kênh và like cho kênh của mình nha. Cách thức mua hàng thì mình cũng xin nhắc lại là mình có để rõ ở dưới phần miêu tả hoặc ở cuối clip. Mọi người cứ liên hệ theo để thực hiện giao dịch nha. Chúc mọi người có một tối chủ nhật vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.